Chào ngày mới tất cả mọi người, mình vẫn đang trong công cuộc tổng vệ sinh nhà cửa. Và hôm nay mình dành cả buổi sáng kèm buổi trưa để lau toàn bộ tường ở trong phòng ngủ của mình á. Phòng ngủ với phòng tắm. Để lau tường thì có một cái loại hóa chất này, mọi người có thể mua được ở siêu thị này, nó tên là Sugar Soap. Thì cái này mình biết được là Dewey bảo mình, mẹ của Zachary với Bella ấy. Cái này mình pha với nước, sau đấy thì là dùng cái khăn nào mà nó hơi ráp ráp ấy, mình lau toàn bộ tường của mình. Rồi anh chị đang vừa hát vừa lên em bỏ cái mic mà. Zoe, keep it down for a bit, please. Zachary's not home today. Thì với cái này ấy, mình hòa vào một cái xô nước và dùng rẻ nháp nháp. Rẻ lau nào cũng được nháp nháp. Hoặc là bọt ấy, hoặc là bọt biển á, để mình rửa bát ấy. Lau tường thì nó sẽ lấy đi hết được những cái vết vân tay, vết bẩn ở trên tường mà không làm chóc cái sơn tường của mình. Không làm kiểu không bào mòn cái sơn tường của mình ấy. Thì mình dùng cái này để lau toàn bộ tường xung quanh nhà, mới xong được phòng mình thôi. Còn tường ngoài này nữa. Zoe, đây này, những cái vết ví dụ như là vết chân, vết tay các em ấy tì lên trên tường ấy. Dùng cái Zoe. Mẹ không nghe thấy gì cả, mẹ nói chẳng ai nghe thấy gì với con. Zoe, that's enough. Okay. Lau mic nữa. Okay, that's enough. Em ăn cái protein bar, nó có sô cô la ở trong đấy. Xung quanh miệng vẫn đang viền viền đen đen kìa. Ok, biểu diễn đi nào, biểu diễn cho xong một bài nào, nghiêm túc. Và sau khi lau tường xong bằng cái dung dịch này nhá, thì nó có cái mùi rất là thơm. Mùi kiểu như là mùi chanh á. Toàn bộ nhà luôn. Cái này thì mình mua ở siêu thị Woolworth. Và các bạn mua của hãng nào cũng được, miễn là Sugar Soap là cái này. Và mẹ Sáu Trích chỉ dùng cái này cho tường nhà thôi. Vệ sinh, cọ rửa các chỗ khác ở trong nhà, sàn nhà hay là lò nướng, tủ lạnh, thì mình dùng cái hãng này. Lần trước mình có chia sẻ với mọi người rồi đấy, nó lành tính mà nó lại rất sạch luôn. Cái này là thương hiệu của Úc. Thôi Zoe, mẹ em đi ra ngoài đi trồng cây đây. Ra ngoài cho mấy cái cây hoa, mấy cây hoa ra ngoài trước cửa để trồng nào. Nhanh lên con, let's go. Zoe, turn it off. Come with mommy. Chưa đầy hai anh em ồn ào lắm. Let's go. Nào, đi cho. Mommy go to plant a tree. Nhanh, hơn chưa? Đi ra cửa này đi. Đi ra cửa nhà xe đi cho nó dễ. Còn cả cái nhà xe này nữa. Lại dọn dẹp. Trời hôm nay âm u, đang không nắng nhiều. Bây giờ mẹ em sẽ đào chỗ này lên trồng một cây, giữa hai cái bụi này trồng một cây, và một cây ở góc kia. Có bốn cây, chưa biết cái cây thứ tư sẽ trồng ở đâu đây. Trồng ra đây cho nó lớn đã, xong sau này mình đổi vị trí sau. Sau này có thể nhà Sáu Trích sẽ thay đổi cả cái bụi này nữa. Chỗ kia nó khô quá rồi. Cái cây kia khô, không biết là nó chết không hay là nó vẫn còn sống. Cây này khô, không thấy có lá non mọc. Còn cây này thì có lá non mọc lên đây. Những cái bụi này chăm sóc cũng vất vả lắm, vì mình cứ phải cắt ấy. Hi Zozo. What's that?
Spiky, where's Rafi? Anh sói đâu con nhỉ? Con gọi đi sói ơi. Rafi. Rafi. Nào. Sau này còn cắt cả cái bụi yucca to đùng kia bỏ đi nữa. Cây này lớn lên là đánh cái bụi cây này ra đấy. Cho nó có hoa cho nó đẹp. Con nhỉ? Nào nào nào. Shovel mẹ đâu? That's my shovel. This is a dry up. This is dead. This tree is dead. Let me smash that poison plant. No, 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 no. Hey, hey, hang on, hang on, hang on. Mommy need this one. Yeah, I really need this one. Từ sáng đến giờ mẹ em cứ vừa dọn dẹp lại vừa phải để ý lấy đồ ăn chơi chơi cho hai anh em. Đến giờ là nấu đồ ăn chưa. Nhiều lúc mẹ cũng muốn nằm xuống ngủ cho đã lắm. Ngủ cả ngày luôn á. Rồi ạ. Mà gì? Rồi. 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 I love you. You wanna see your hair? Suốt ngày mẹ còn không nhìn thấy tóc con. Này. Can I see my hair? Let me see your hair now. No. Yeah, your hair here, look. I can't see my hair. What's that? Này, tóc em lại còn có cái highlight. Và phía tóc sói cũng thế. I'm digging. Đấy. Để con đào lên cho mẹ. Okay, I need a big hole here. Can you help me? Please. Nhận à, nhận. Không, để anh sói đào con ơi. Anh sói giúp mẹ nha. No, in the middle. In the middle. Đấy, đào ở cái chỗ đấy. Cố lên. Faster. Đào thế này có đến ngày mai con ạ. I'm reaching stone. Hả? I'm reaching stone. You're reaching the stones. Hai thanh niên làm vườn. Oh! Hey guys, look at mommy. Cheese. Rafi, look at mommy. Quay lại đây cười các mẹ xem nào. Cheese. Cheese. Yeah, tidy up, please. Thôi được rồi, chơi thế thôi. Để mẹ làm cho nhanh nào. Chá. Can I borrow the shovel please? Thank you. Hai anh em đứng ở đây chơi bóng. Rafi, Rafi, make sure Rafi, the ball not go on the main road, okay? Just here. Con chơi đi nhưng mà đừng để cái quả bóng lăn ra ngoài đường đấy nhá. Six points, well done. Ooh, Superman. Okay, Zoe turn, go. Ready? Go. Woohoo! 1 point for Zoe. Again, Rafi turn. 1, 2, kick. Oh, that's a good one. Yeah. Hey. Good job. 7 points. Yeah. Go Zoe, kick, 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 kick. Wow. 2 points. 2 points for Zoe. Ooh, that's a big one. Yeah. Wow, anh ném là em cũng ném. Anh đá thì em cũng đá. Ui, trông cái mặt. Zoe, Zoe. Hey. Point, yeah. Wow, Rafi got 9 points. 8, ok, 8. 8 điểm, 8 điểm thôi. Mẹ tưởng 9 rồi. Go. Gotcha. Gotcha. Yay. Hai anh em chơi chán xong chạy vào trong nhà rồi. Em Trích vẫn đang hát, mẹ em vẫn đang nghe. Thế nữa nào. Thế là xong 3 cây. Mẹ em trồng xong 3 cây.
Thế là mẹ em trồng xong 3 cây. Anh em 6 chiếc chơi ngoài đường chán là tự động chạy vào trong nhà xem tivi. Em chích hình như là đang hát. Say sưa với cái mic. Ba sáu chiếc là phải nghiên cứu xem mấy cái hệ thống tưới nước tự động này hoạt động thế nào, cái bảng điều khiển ở đâu để cài giờ ấy. Cài giờ mỗi buổi sáng tự động tưới nước. Bữa nào cũng có phòng nhé. Tính như một cái dọc đường đây luôn. Các em lớn nhanh lên, to lên. Cho thật xanh. Ngon không? Trích rất thích ăn cái marshmallow loại mini mignon này. Mãi mẹ em mới tìm thấy đấy. Mình đi siêu thị để ý mãi. Hai cái đuôi của ba em. Ba giờ Trích đi làm về và thôi, không nấu nướng gì cả, đi mua đồ về ăn. Up down, up down. Tối nay nhà sở Trích lại ăn đồ Trung Quốc. Cơm rang thập cẩm với cải chip xào tỏi. Ngồi ngoài này con. Zoe, Rafi, we sit out here please. Sit on the chair. Ngồi ngoài đợi con. Trích đi dép của anh giỏi. Ok, sit down, sit down. Sit nicely. Sit down, good girl. Let's play too. Nope. 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 Who gonna keep this for mommy? Let's play this out here. Mẹ let's mua giấy. Let's play con, Zoe nào với sữa. Vì sáng nào ba mẹ con cũng ăn cereal. Zoe, Rafi, come here. Raphael, con ơi, come here. Mai mẹ cắt tóc nhá. Do you want mommy get you haircut tomorrow? Mommy give you haircut tomorrow? Sói trên đường xuống đây là muốn ngủ nhá. Mẹ em phải dặn ngay không được ngủ. Trên đường về nhà ngủ cũng được. Nhá, yeah. Rafi, you sleepy? Sit down then. Con ngồi xuống đi. Còn em tóc xù kia nữa. Em tóc xoăn tóc xù. Sit down, Zoe, sit down. Sit there, YouTube. Now. Có cái xe trước mặt. Cái xe trước mặt đang chiếu đèn. Em tóc chân tóc chù đây, em ngồi đi. Nhìn lại vlog một năm trước anh Trích chẳng có tóc. Bây giờ trông tóc em kìa. Với chân lại còn với chù, ngồi xuống con. No. Sit nice, sit nice. Zoe. Put your dress down. Yeah. Are you a monkey? Đây rồi, xong rồi, đi thôi. Ok, who holding this? Me. Mommy got it. Let's go. Let's go, follow daddy, follow daddy. I hold this. Ok. I hold this. Come on, let's go. This one, con cầm cái này cũng được. Cũng muốn lập công lắm cơ. Hey, say thank you and please.
Anh đưa cho thì phải thank you chứ. That's alright. Rafi, that's okay. Kệ em con ạ. À. Càng nhàn. No, 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 in here. Để trên ghế của mẹ. Đây, để đây được rồi. Okay, hop on your seat. No, no, your seat, not my seat. Dad, look at her. No, I don't want to buckle in. You need to buckle in. No. Oh, cái gì? Không buckle in thì ngồi kiểu gì? Buckle in. Please. No. For safety. No. Do you want the police come and catch you? Hmm? And take you away from mommy and daddy? Có muốn cảnh sát đến bắt không? Hmm? Sit nice, please. Be a good girl. Come on. Or do you want the police come? Con ngồi đi, mẹ đang đau đầu đấy nhá. Rafi, buckle in. Rafi, don't touch the camera. Buckle in. Take picture. Xe mẹ em là có hai cái máy quay đằng sau với máy quay đằng trước kia. Là để quay lại toàn bộ những gì diễn ra xung quanh xe khi mình khởi động xe. Nào con. Ví dụ như là đỗ xe ở đâu. Yeah. What? Đỗ xe ở đâu mà người ta ví dụ như va quẹt xe mình chẳng hạn, hoặc là đi trên đường có tai nạn á. Thì là bằng chứng đảm bảo an toàn. Yeah. Nào con. Oh, chưa. Cây trăng đèn đẹp chưa? Rồi Rafi. That for Easter. No. No gì mà no? It's a Christmas tree. No cái gì? It's a Christmas tree. Rafi, no cái gì? It's a Christmas tree. Anh sorry nói câu it's no cái gì của bạn ạ. That's alright, Zoe. That's alright, we can hear you. That's no. Yeah, that's a Christmas tree. Oh my goodness. It's a Dad, talk to her. Tozo, come on. Stop. Right. Don't use your words. Don't scream. That's your daughter. No. Mini Lenny. It's not a Christmas tree. That's a mini you as well. No. Ba em bảo đấy là mini mini Linh. No. Ba em bảo chính là mini Linh. Được chưa? Chả. Con bấm nút. Rồi. Kìa kèo. Em Trích bây giờ vẫn đánh răng ở trong phòng mình. Ở trong phòng tắm phòng mình. Vì cái phòng kia là cài bàn chải đánh răng của anh sói. Răng cửa thế nào con nhỉ? Đúng rồi. Răng hàm a. Hàm dưới a. Hàm dưới. Hàm trên a. Quay bàn chải hàm trên thế nào? Sạch chưa? Sạch thì bấm tắt bàn chải đi. Y, nhe răng vậy xem. Good. tuổi của các em dưới 3 tuổi là cái kem đánh răng này các em ấy không phải súc miệng lại ấy. Em Trích nhìn theo anh sói là cũng tập súc miệng lại. Nhưng mà cái loại kem đánh răng dành cho các em là các em không phải súc miệng lại. Rồi ok, nào đây đây để mẹ. Để mẹ phải rửa cái đầu bàn chải này đi. We need to wash this. Yeah. Yeah.
make it clean for tomorrow. Okay? Không cần, con không với được, con không với được cái bồn rửa này. Em đánh răng xong là em biết tự động chạy về phòng đi ngủ. Bây giờ mẹ em cũng đi đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng da, dưỡng ẩm. Da mặt mình vẫn rất là khô từ khi mình bị dị ứng ấy. Và hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nhá. Ngày mai mẹ em lại tiếp tục lau tường ở ngoài phòng khách. Sau đấy là tường phòng soi, tường phòng trích. Có khi là lau phòng ngủ trước rồi phòng khách sau. Dọn dẹp. Mùa xuân dọn dẹp. Thực ra là ra sang mùa hè rồi chứ không phải là xuân nữa. Bye. Boom.